Hi, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2024. Đây là chiếc VF3 của mình. Mình mới đi được khoảng 10 ngày. Thì hôm nay xe của mình đã tự dưng đang đi thì bị gãy cái du tuyên này. Bây giờ mình sẽ bật lên cho mọi người xem. Đấy. Cái rô tuyên của chiếc xe của mình đã bị gãy. Và cái vết gãy của nó thì bạn biết đấy, nó chỉ có một tí sắt thôi, còn lại ở phần xung quanh kia nó rất là mỏng. Đấy, mọi người thấy đấy. Đây là VF3 nhá. Chất lượng của VF3 mọi người có thể thấy là nó khá là cùi. Ok, xem có ai trường hợp là bị như mình không. Hi, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2024. Đây là chiếc VF3 của mình. Mình mới đi được khoảng 10 ngày. Thì hôm nay xe của mình đã tự dưng đang đi thì bị gãy cái rô tuyên này. Bây giờ mình sẽ bật lên cho mọi người xem. Đấy. Cái rô tuyên của chiếc xe của mình đã bị gãy. Và cái vết gãy của nó thì bạn biết đấy, nó chỉ có một tí sắt thôi, còn lại ở phần xung quanh kia nó rất là mỏng. Đấy, mọi người thấy đấy. Đây là VF3 nhá. Chất lượng của VF3 mọi người có thể thấy là nó khá là cùi. Ok, xem có ai trường hợp là bị như mình không. Đây, hôm nay cho mọi người xem nè. Đó, VinFast vừa mới mua luôn, từ showroom chạy về nhà luôn, sau đó gãy luôn. Quá tuyệt vời luôn nha mọi người, VinFast VF3 nha. Đó, chả hiểu kiểu gì luôn, gãy luôn nha mọi người. Đó, chất lượng đẳng cấp luôn. Kiểu này mà đi đường xa hay là đi đường những cái đường nguy hiểm là chết luôn. Mới mua luôn VinFast nha mọi người. Wow. Mọi người nhìn nè, gãy luôn nè. Đó, mới luôn, mới mua luôn. Không bao giờ hiểu là nó sản xuất kiểu gì về chất lượng luôn nha.